Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không của hãng hàng không Vietnam Airlines sách ma túy về nước. Vào chiều ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên này vì chưa đủ cơ sở để khởi tố. Theo đó, bốn tiếp viên được trả tự do bao gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh. Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định 4 tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự. Trước đó vào ngày 16 tháng 3, Tri cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và ghi vấn một số các hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của 4 tiếp viên có thuốc lắc và methamphetamine được giấu trong những tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng. Lực lượng chức năng tìm thấy tổng số 11,4 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp.